Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành đi đánh các hội quán thép nha các bạn. Đây chính là hội quán hệ thép nè. Nhìn nó rất là giống với một cái nơi để mà đào mỏ đó các bạn ơi. Ôi, bên đây có một con boss nè. Rau. Để chúng ta bay qua đây và đánh boss trước đi ha. Đó. Đánh boss trước rồi tính. Rồi ta. Spell Rau. Spell Sprout. Ôi, nó đây các bạn ơi. Trốn ở tuốt dưới này luôn. Ây da. Chạy đi đâu hả? Đứng lại. Đứng lại nghe không? Spell Sprout. Mình sẽ sử dụng skill Photon Geyser này nha các bạn. Ôi, một hit chết queo nó luôn. Ôi, nó cho mình một viên Rare Candy nè. Quả ngon lành cành đào luôn. Để mình coi thử kinh nghiệm của em Lunala coi nha các bạn. Ôi, nửa ống kinh nghiệm rồi. Ô, chúng ta không thể cho cái con nào lên cấp được cả. Tại vì kinh nghiệm nó đã quá nửa ống rồi. Cho thì nó sẽ uổng đó các bạn ơi. Đây. Đây chính là hội quán hệ thép nha các bạn. Đó. Đây là nhân vật chính trong tập ngày hôm nay. Thì ở cái hội quán hệ thép này chúng ta sẽ có thể có được hai cái loại huy hiệu, đó chính là My Best và My Robest nha các bạn. Đó. Một cái huy hiệu là thợ mỏ và đây là khoáng sản. Khá là xịn sò đúng các bạn ơi. Đó, nhìn nó khá là hay ha. Bên đây như là một cái cần trục vậy ha. Đây các bạn có thể nhìn coi nè. Đó, một cái cần trục. Ui, xịn sò thiệt sự luôn. Và nó có kết cấu của một cái quả cầu Pokeball thì phải. Rồi, để bây giờ mình chọn cái đội hình thích hợp để đi đánh hội quán này nha các bạn. Ok, thì mình sẽ sử dụng Pokemon hệ lửa, hệ giác đấu để mà đi đánh hội quán này nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ cất mấy em Pokemon hệ Psychic lại. Ok, hệ lửa nè các bạn ơi. Hệ lửa cũng có Moltres. Ôi, cầm Moltres đi luôn nha các bạn. Ok, xịn sò. Để bây giờ mình đổi tắm play hệ lửa cho em Asus trước nha. Đây, Flame Slay, quá là xịn sò luôn. Ô, Vitini hình như mình không có đeo đá cho nó rồi. Thôi kệ các bạn ơi. Ok, cho em nào ra trước ta? Cho Nihiligo ra trước quá. Thôi, cho NT ra trước đi. NT mình cũng khá là mạnh đó các bạn. Đó, ngoài ra mình cũng có thêm 4 cái viên Revive này nữa, dùng để hồi 50% máu và thức tỉnh cho các Pokemon đã bị đánh ngất đi nha các bạn. Xịn sò. Thì khi đi đánh những cái hội quán này thì mình sẽ không sử dụng cái lệnh, đó chính là Pokehill nha. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống dưới trước đi để tìm cái đường lên nào. Ủa, trên đây không có đường lên hả? Đường lên đâu rồi? Thì những tập trước đó mình đã có chinh phục những hội quán này một lần rồi. Đó. À, để chúng ta kiểm tra thử mình đã được cái loại huy hiệu nào trước đi. Ôi, đây phải không? Ô, Myrobet các bạn ơi. Thế là chúng ta đã có được huy hiệu Myrobet rồi. Mình sẽ cho nó vào cái quay best case này nha. Đây, một loại. Bây giờ mình chỉ cần kiếm cái Myrobet nữa là xong luôn nha các bạn. Tập hôm nay đỡ khổ. Hôm nay chỉ cần kiếm hai loại huy hiệu thôi. Ồ, đây là cái ông giới thiệu nè. Welcome to our construction site. Nghe cũng khá là xịn sò đó. Rồi, chúng ta sẽ đi lên luôn nha. Quăng Pokemon lên thử coi. Ôi, không được rồi. Ây da. Biết mà nhảy lên mình sẽ bị té xuống các bạn à. Đây, có con siêu đinh nè. Mình sẽ sử dụng skill đó chính là Eruption nha. Đó, chiêu này của mình rất là mạnh luôn. Xài được 5 lần. Eruption Magnet Mai. Chết queo. Thế là cái ông trainer đầu tiên đã bị đánh bại rồi nha các bạn. Ây da. Đôi giày này đi quá nhanh rồi. Để mình tiến hành nhảy lên cái đã. Nhảy lên. Ok. Khá là cực khổ đây. Rồi, qua cái ông tiếp theo luôn rồi. Ôi, hôm nay có cấp 21 à. Trời ơi, vậy là mình xử sạch hết được rồi. Các bạn biết sao mà chúng ta gặp được những ông trainer cấp thấp không? Tại vì khi mà phát hiện ra hội quán á, thì lúc đó Pokemon mình đang ở cấp đâu đó tầm 20-21 đó các bạn.
nên mới gặp được những cái hội quán cấp thấp như này nè. Đó, quá là xịn sò luôn. Ok, một hit chết queo. Chắc mình sẽ dùng một MNT để mà cân luôn cả cái hội quán này quá. Để mình coi đi đường nào qua coi. Có vẻ là đường này à, không. Chỗ này nó bị cái gì vậy ta? Hả? Nó có mấy cái... Mấy cái gì vậy các bạn ơi? Mình tưởng là 7. Khá là nguy hiểm luôn. Rồi, flame chạc nó nha các bạn. Siêu đến nè. Mấy em cái mon cấp thấp này thì tha hồ mà hành hạ tụi nó luôn. Gọn trơn. Xong con này rồi, bây giờ đi lên trên thôi các bạn ơi. Nhảy lên, nhảy lên. Ủa, trên đây còn một ông nữa nè. Ôi, và hình như ông này là trainer cuối cùng rồi nha các bạn. Một em Ranger, hai em, thế là xong. Rồi, bây giờ đi thách đấu với chủ hội quán này thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi đường này qua nha. Đó, và đây là chủ hội quán hệ thép nha các bạn. Ui, nhìn mặt ổng đen như kìa. Ui, hấp dẫn. Đấu với ổng luôn. Hội quán cấp thấp nên chúng ta sẽ hành rất là đơn giản thôi. Nãy mình teleport tới những cái hội quán hệ thép ngẫu nhiên đó các bạn, nên mình cũng không biết trước là cái hội quán này nó cấp thấp như vậy đâu. Nhưng mà lỡ rồi thì chúng ta sẽ đánh luôn. Flame check. Rồi, toàn bộ cái mon như thế này thì sao mà đánh lại tôi nữa. Đổi con Iron khác. Và hình như đây là bộ cái mon cuối cùng của ổng rồi thì phải. Bronzer các bạn ơi. Yes, và cuối cùng chúng ta cũng đã giành được chiến thắng với hội quán hệ thép rồi nha các bạn. Và mình đã được một cái Myrobet. Oh, lại một cái này nữa. Và đây chính là cái skill game thứ hai trong tập ngày hôm nay nha các bạn. Rồi, chúng ta lại bắt đầu từ ở dưới nữa thôi. Lần này vẫn là NT. NT đi trước nha. Rồi, nhảy lên đây trước coi. Đó, mình có bị rớt xuống không vậy? Ôi, lần này là Pokemon cấp 100 nè các bạn ơi. Wormadam Eruption mày nè con. Ôi, có một con Pokemon thôi, hên quá. Nói chung thì cũng khá là tiện đó. Bay qua đây. Rồi. Lần này thì gặp đối thủ xứng tầm rồi các bạn ơi. Đấu với ổng tiếp nè. Ui, Bastiodon. Đây là Pokemon cổ đại nha các bạn. Đây là tiến hóa của Siudin đó. Chết rồi. Ui không sao, con này nó đánh mình không mất máu, hên quá. Bastiodon. Ông này cũng chỉ có một con Pokemon thôi các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi qua bên này và đấu với ông này tiếp. Ô, Empoleon hả? Ui vãi chưởng hả? Sao con này có trong hội quán hệ thép hả? Xịn vậy. Ui nhưng mà không sao, mình có thể. Ui nó đánh mình kìa các bạn. Biết ngay mà, mình sẽ dùng Sacrifice nha. Lửa thánh nè. Tiếp tục dùng skill Z nha. Skarmory. Chưa chết. Rồi, thế là NT của tôi đã bị hẹo rồi. Mình sẽ chuyển qua Victini. Dùng VRA cho các bạn. Ồ, skill này nó mạnh nha. VRA tiếp tục. Ui, nó còn một ít máu thôi. Và em Victini của mình đã bị hẹo rồi. Mình sẽ chuyển qua em Montret đi ha. Dùng Flamethrower. Ui, Montret của mình nó... hơn. Mình thấy Montret của mình nó bút cái gì đó bạn ơi. May là chúng ta vẫn đánh bại được. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành leo lên trên đi ha. Leo lên trên, leo lên. Đấy, nó, mình bị té xuống ở đây mà. Bay qua đây nữa nè. Rồi, bay qua bên này. Ok, xịn sò đó. Và chúng ta sẽ gặp một ông trainer nữa. Lần này cho Montret đứng đầu đi. Đây, đây là trainer cuối cùng của hội quán hệ thép này nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng tuyệt kỹ Z. Bastiodon nè. Ui chưa chết luôn, còn nội tại một máu các bạn ơi. Và nó có của mình nửa cây máu rồi. Chết que Bastiodon rồi. Magneton. Ui không xong rồi. Chuyển qua đi Hilego thử đi. Ôi mình lại rớt xuống nữa rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ dùng skill Headmask đi.
Headshot. Headshot là đập đầu hả? Power game đi nè. Ok. Ôi mắc nét ton nữa. Gặp nó hoài thôi bạn ơi. Rồi xong, Nihilego của tôi đã bị hẹo rồi. Mình sẽ chuyển qua Ashes. Dùng chức mình nha các bạn. Chấm máu. Ui, Ashes sắp hẹo. Để mình recover lại. Trận này có bộ khó đây. Chức mình nữa luôn các bạn ơi. Ây da, coi bộ game này khó nha. Chúng ta có nên mình có nên sử dụng cái revive cho ba con, cho bốn con này không ta? Mình đã bị ngất hết bốn con rồi. Mình sợ khi đấu nó sẽ thua quá. Để mình leo lên trên rồi mình tính tiếp nha các bạn. Đấy, leo lên trên đây cái đã. Ôi có con Shiny Ikan nè, con rắn Shiny các bạn ơi. Ôi bên đây là một cái vùng Mesa luôn hả? Hay vậy. Chắc mình sẽ chuyển Pokemon quá. Lần này chúng ta sẽ sử dụng em gì đây? Kẹo dẻo đi đấu được không ta? Kẹo dẻo có hệ giác đấu nữa các bạn. Đúng rồi, kẹo dẻo. Hệ giác đấu, hệ lửa và hệ đá hả? Masado. Rayquaza có hệ bay. Con này. Ồ, con Masado nó có hệ giác đấu nữa các bạn. Để chúng ta thử coi nha. Còn con nào nữa không ta? Incineroar cũng có hệ giác đấu nhưng mà Incineroar nó hơi bị yếu, nhưng mà cầm luôn đi. Yếu nhưng mà cũng kệ thôi các bạn. Tiếp theo thì mình có Charizard nhưng mà nó chỉ mới cấp 80 thôi. Mewtwo Y hả? Thôi cầm Mewtwo X ra luôn đi. Chờ nó hấp dẫn. Ok. Ây da, trời ơi. Tới cái tầng cuối rồi còn bị té nữa chứ. Vãi chướng ạ. À. À chúng ta phải đi vào cho cẩn thận nha các bạn. Đây và đây chính là chủ hội quán hệ thép. Vẫn là ông chủ da đen. Chúng ta sẽ đấu với ổng tiếp nha. Chức mình trước nha các bạn. Ôi. Robobot. Hy vọng nó không đánh chết mình. Mình recover lại cái đã. Ui hên quá. Chức mình tiếp tục. Nửa cây máu của nó rồi. Ôi và nó làm độc mình các bạn ơi. Nhưng mà không sao. Chức mình mày tiếp tục nè con. Skill gì mà hiệu ứng đẹp quá vậy. Cho con này hẹo đi. Để mình recover lại nha các bạn. Chúng ta gặp Lucario nè. Lucario. Chết queo rồi. Và asset của mình cũng hẹo luôn. Bây giờ mình sẽ chuyển qua Mewtwo nha. Mega lên và xài skill Aura Fear nha các bạn. Đó. Đây là Mega Mewtwo Y nha. Rất là xịn sò luôn nha anh em. À. Ôi đổi Pokemon. Linh Lan nè, chết luôn. Tiếp tục Aura Fear mày nè. Ôi con này đánh mình cũng khá là đau đó các bạn. Aura Fear nó phát nửa đi. Recover lại thử đi. Ôi Lucario thì đánh mình không mất nhiều máu lắm. Vậy thì mình sẽ cho nó hẹo luôn. Mày nè. Và chúng ta lại giành được cái Myrobet rồi. Trời ơi. Sao hoài vậy. Đây là skill Garobon nha các bạn. Ui để mình coi thử. Lunala. Ôi lại sắp lên cấp nữa rồi. Đây là hội quán hệ thép thứ 3 trong tập ngày hôm nay nha. Kinh khủng. Đâu rồi mình lại đi lên chỗ này nữa. Quá quen thuộc rồi anh em ơi. Nó cho mình cái Wooden Pressure Play nè. Nhảy lên. Ok nhảy lên được rồi. Skamori hả? Eruption mày nè. Ui một chấm máu. Hên quá. Nó đánh mình không mất máu các bạn. Flame Jack nó. Chết queo luôn. Ông này thì chỉ có một con Pokemon thôi. Quá tuyệt vời. Tiếp tục đấu qua cái ông trainer tiếp theo nha.
lại Eruption nữa. Magneton cũng chết queo. Nó còn nội tại. Và nó chết rồi. Lần này chúng ta gặp Metarod các bạn ơi. Metarod cũng chết queo luôn. Magneton này cũng chết queo luôn. Hồi nãy là ông đổi Pokemon thôi. Mình cứ tưởng là Pokemon của ông bị ngất rồi. Lừa vãi chưởng hả? Đấu tiếp nè các bạn. Gặp Scissor nè. Ôi và cái skill Eruption của mình đã hết số lần sử dụng rồi. Scissor chết queo. Ui và nó đẩy mình rớt xuống dưới luôn rồi. Vãi chưởng hả? Big Sharp chết queo luôn. Ui lại gặp em Scissor nữa. Sao hôm nay giàu Scissor quá vậy? Thì các bạn có hỏi mình là chúng ta không cần phải thách đấu trainer mà đi đánh với chủ hội quán trực tiếp được không? Thì câu trả lời là được nha các bạn. Đó, nó không có vấn đề gì cả. Tại vì mình thích đấu với trainer để mà tăng thêm kinh nghiệm cho Pokemon thôi. Ôi, Lunala này nó lại sắp lên cấp nữa rồi. Giờ nó đang cấp 84 rồi các bạn ơi. Ây da, Scissor nữa hả? Tuyệt kỹ Z. Ây da, mày nè. Ngậm củ tỏi. Magneton. Ui, lại một chấm máu các bạn ơi. Cay vậy. Tao sẽ đổi qua Montreal thử đi. Lucario. Ui, lại còn một xíu máu thôi. Lucario nè. Chết queo. Magneton. Ui, nó sao nó mạnh vậy? Để chuyển qua con Wormadam nữa các bạn à. Mình sẽ sử dụng skill VRA nha. Quá xịn sò luôn. Tiếp tục VRA phát nữa nè. Ui. Một hit chết luôn cái em Pokemon của mình rồi. Căng vậy. Dạ, gặp Magneton rồi. Mà không sao. Nó cấu mình như là gãi ngứa thôi à. Rồi, bây giờ chúng ta đã bị ngất hết bay Pokemon rồi. Mình sẽ cất tụi nó vào nha các bạn. Lấy Machado ra nè. Lấy Mewtwo ra. Cũng như là lấy em kẹo dẻo ha. Kẹo dẻo đi. Ok, và Assert sẽ là Pokemon ra trận đầu tiên nha các bạn. Nói muốn lẹo cái lưỡi luôn à. Đây, lại gặp ông chủ quán. Lại gặp ông chủ hội quán da đen rồi các bạn. Chức mình nha. Còn một cái mon đầu tiên đã bị đánh bại. Con thứ hai. Ôi con này trâu vậy. Đúng là một cái mon á thần anh em à. Metarod. Chức mình tiếp tục. Con thứ ba. Đây là Big Sharp. Ui, cũng chịu khó cấu máu tôi lắm. Để mình recover lại nha các bạn. Ôi xỉu rồi kìa. Lần này chúng ta sẽ chuyển qua Mewtwo đi. Cho nó lên Mega Mewtwo X. Ngầu lòi liền. Xịn sò chứ bạn. Nửa cây máu. Ui, nó cũng cấu máu mình ghê lắm đó. Scissor nè. Ui, và hình như Lunala của mình vừa lên cấp thì phải. Lần này chúng ta gặp Wormadam các bạn ơi. Wormadam. Nửa cây máu. Recover lại các bạn ơi. Recover chỉnh sơ. Aurofear tiếp tục. Như Wormadam này nó không. Mình cứ tưởng nó không làm mất máu mình chứ. Ây da, sao xài Aurofear không được vậy? Ui không được anh em ơi. Lại phép nữa. Lần này nó chết queo rồi. Chúng ta gặp em rắn đá cấp 2. Đây là Steelix nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rắn đá cấp 2 cũng chết queo. Ui và chúng ta lại giành được cái Myrobet nè. Cái gì vậy? Ôi. Căng thẳng thiệt sự. Và này nhận được cái skill khác đó chính là Steel Wing nha các bạn. Đó là cánh thép. Rồi để mình xuống đây mình đánh boss trước đi. Đây có một em Maractus nè. Chức mình mày nè con. Cho mình khuyên kẹo liền. Chỉnh cho. Sẵn tiền thì mình sẽ cho Lunala lên cấp luôn nha. Cho lên 2 cấp luôn.
Đó, lên cấp 87. Ồ, xịn liền. Và đây là cái steel game thứ 3 trong tập ngày hôm nay nha các bạn. Trời đất ơi, chúng ta có thể nhìn rõ cái con trục hơn nè. Đó, nhìn rất là xịn sò luôn đó. Ôi ôi, mình không tin được là mình đánh một lần 3 hội quán mà chỉ được có một loại huy hiệu thôi. Kinh khủng quá anh em ơi. Đi lên đánh tiếp tục coi. À, gặp được steel lead nè các bạn. Eruption đó. Ui, nó còn một chấm máu cơ. Hên quá, nó cũng không làm mất máu mình. Flame chẹt nó nha các bạn. Ui, hai con steel lead luôn. Gì ghê vậy. Lại eruption mày nữa nè. Ui, lần này thì nó đánh mất máu mình nha các bạn. Kinh lắm. Flame chẹt nó đi. Nó còn có một chấm máu mà. Wumadam nè. Chết queo. Trời ơi, chỉnh so. Tiếp tục với ông trainer thứ hai. Đây, dùng chiêu Z nè. Ui, con robot này nó chưa chịu hẹo các bạn ơi. Sacrifice tiếp tục. Sacrifice phát nữa đi. Đó, gọn trơn. Và mình lại rớt xuống này nữa rồi. Trời ơi, mấy cái hội quán phải leo trèo như thế này thiệt là mệt mỏi. Nhảy qua bên đây nha các bạn. Tiếp tục nhảy qua bên đây. Và thách đấu nữa thôi. Đây, Bastiodon. Bastiodon chưa chết được nó các bạn ơi. Ui, và nó đã cho em mentee của mình hẹo rồi. Để mình dùng burn up đi. Burn up. Ui, mình lại rớt xuống dưới nữa rồi các bạn ơi. Trời, mấy con Pokemon này nó hay đẩy mình xuống dưới quá hả. Ây da, em Robobat này có máu của mình đau quá hả. Burn up tiếp tục. Steelix hả? Burn up mày luôn nè. Còn một chấm máu. Ui, cay vậy. Siren Shot các bạn ơi. VRA. Chết queo. Ui, lại phải treo lại từ đầu nữa rồi. Vứt cái cây này đi. Ui, và Legendary Hoopa đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Ui, vãi chưởng ạ. Mình mong Raudon xuất hiện hơn các bạn ơi. Ui vãi. Hoopa hả? Mình sẽ cho Hoopa lên đường luôn nha. Trời ơi, chờ Raudon mà mấy con này nó cứ giành nhau, nó xuất hiện hoài à. Thôi không được các bạn ơi. Tìm cái con Raudon thôi mà nó khó quá. Khó kinh khủng. Trong cái series này á, thì con Rayquaza đã xuất hiện 2 lần rồi các bạn ơi. Trong khi đó Raudon và Kyogre nó vẫn chưa chịu xuất hiện lần nào cả. Thiệt là cay cú. Rồi, để bây giờ chúng ta lại đi thách đấu nữa thôi. Đó, hình như chuẩn bị đi gặp trainer cuối cùng rồi nè các bạn. Đây, ổng đây nè. Magnezone là tiến hóa cấp cuối nè. Rất là chỉnh sò luôn ha. Chỉnh sò thì chết queo đi. Ôi, ông này có một combo của anh thôi. Quả là đơn giản luôn. Rồi, và chúng ta sẽ lại cất mấy em Pokemon đã bị xỉu vô đây à. Rồi, chỉnh cho. Để mình dùng em Vitini thách đấu đầu tiên nha các bạn. Dưới kia có một con boss mega rồi. Houndoom. Rồi, Virian nha các bạn. Ui, cái gì vậy? Mới vô mà đổi Pokemon rồi. Xài chiêu này hình như mình bị giảm cái gì đó các bạn ơi. Đó, mình thấy nó bị boost chỉ số đi xuống vậy à. À, Steelix hả? Siren Shot mày nè. Ui, vẫn còn một máu hả? Lì với trưởng ạ. Một máu nè. Magnezone vẫn còn một máu. Ui, và nó không tấn công. À, mình chưa nói xong nữa. Đã cho em Vitini của mình hẹo rồi. Để mình chuyển qua Mewtwo đi nha. Aurofear nha các bạn. Aurofear đó.
Mày nè con. Nữ cây máu liền. Ui nó bút cái gì lên đó. Mày nè. Mày. Chết queo luôn. À gặp em Mark Neston nè các bạn. Mark Neston cũng chết queo luôn. Steel đích. Ui. Còn chấm máu nè. Cây vậy. Aurofi luôn. Mày nè. À Mark Neston một máu hồi nãy đó các bạn. Chạy đâu cho thoát hả? Ui và chúng ta lại giành được cái Myrobet rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Đấy. Để cái siêu viên thứ mấy rồi mình cũng không nhớ nữa. Đi đánh quá nhiều rồi anh em ơi. Kinh khủng. Nhảy lên đây nè. Ồ gặp em Mwile. Eruption đó nha các bạn. Chết well liền. Sacrifice nó. Ui nó bị cháy. Ui bạn ra đánh mình kìa. Đau vậy. Mwile hả? Cho mày lên đường luôn. Mark Neston cũng cho lên đường luôn. Chỉnh so liền. Rồi qua đây đấu tiếp thôi các bạn ơi. Kinh khủng quá. Gặp em Bitsharp nè. Bitsharp. Ui. Đau quá vậy. Đây là Bronzong hả? Nhìn đẹp ha. Như cái chuông vậy á. Ui Lucario. Flame chạc đó các bạn ơi. Skill Eruption mình sợ mình xài mấy con này không xi nhê nữa. Tại vì skill đó nó tính theo máu của Pokemon đó. Ui xong luôn rồi. Acid. Cái gì? Vẫn còn nội tại một máu. Ui ui nó đánh mình kìa. Căng vậy. Lucario nè. Ôi thôi lần này cho Victini ra thôi các bạn ơi. Cái gì mà kinh khủng quá vậy? Rồi mình đánh từ sáng bây giờ tới tối luôn rồi kìa. Vẫn chưa có được cái My Bet. Lạy luôn. Qua đây thách đấu thêm ông trainer này nữa nha các bạn. Ôi lại gặp con Empoleon nè. Viria. Ôi một hit chết well Victini luôn. Cái gì ghê quá vậy. Flamethrower mà nè. À Robobus. Robobus. Chưa chết được nó các bạn. Ui và chết Montret luôn rồi. Cái gì kinh vậy. Robobus. Ui không xi nhê nó rồi. Ngẫm Acid luôn. Ui kèo này có vẻ căng. Căng quá chữ anh em ơi. Headmash. Thôi xong thôi xong. Có biến anh em ơi. Robobus. Rồi hẹo này Lego của mình rồi. Quyết luôn là có làm gì được không. Moon Gate Spin. Hên quá vẫn làm gì được. Tiếp tục Moon Gate Spin nữa. Ui hên quá. Nó có của mình ít máu à. Chưa xi nhê. Uầy kinh khủng quá anh em ơi. Rồi lên trên thách đấu trainer cuối cùng. Cũng như là chủ hội quán luôn nha. Đây. Đây chính là trainer cuối cùng và chúng ta lại gặp Lucario rồi. Low Combat nó nha các bạn. Chết queo Lucario luôn. Ôi có một con Pokemon thôi. Nói chung là cũng thuận lợi cho chúng ta đó. Đây Machado. Ra trận. Gặp Robobat rồi nè các bạn. Low Combat nó. Ồ xài hệ giác đấu. Đánh rất là đã luôn. Tiếp tục Low Combat nữa nha. Đó. Ui nó cho mình một hit lên đường luôn anh em ơi. Vậy thì chúng ta sẽ nhờ sự trợ giúp của Mewtwo X vậy. Mewtwo X ra trận. Ui đổi Pokemon nè. Steelix. À còn một chấm máu. Aurofear nó nữa luôn nha các bạn. Chết queo nó luôn rồi. Metagross nè. Nửa cây rồi. Hên quá, chúng ta có thể giành được chiến thắng đó. Chết queo Metagross luôn. Caesar nè. Ui và đây là Wormadam hả? Toàn là những con Pokemon quen thuộc thôi các bạn. À, con này thì cũng không xi nhê cho lắm. Wormadam. Ui vẫn còn máu. Mình sẽ chuyển qua kẹo dẻo thử đi. Nãy giờ chưa xài kẹo dẻo. Tuyệt kỹ Z hệ giác đấu nè. Xài Secret Sword đi.
Thanh gươm bí ẩn. Tiếp tục, thanh gươm bí ẩn. Chết queo rồi. Và cuối cùng chúng ta cũng đã giành được huy hiệu My Best rồi nha các bạn. Và một skill đó chính là Gyro Ball. Trời ơi, tưởng tập hôm nay nhẹ nhàng nhưng mà nó nó không nhẹ nhàng như mình nghĩ các bạn ơi. Và đây, chúng ta đã có được hai huy hiệu rồi nè. Đó. Ok, thì ngày hôm nay mình đã có được hai cái huy hiệu của hội quán hệ thép, đó chính là Myro Best cũng như là My Best nha các bạn. Cái My Best này tìm rất là cực khổ luôn. Trời đất ơi, mấy cái hội quán mới được đó các bạn ơi? 5 cái thì sao á? Đúng không? Đúng rồi, 5 cái hội quán thì chúng ta mới được một cái My Best lận đó. Kinh khủng. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đó, hôm nay mình đã chinh phục thành công hội quán hệ thép rồi. Nói chung thì mình cũng rất là muốn có thêm một em Legendary, nhưng mà tụi nó không có chịu xuất hiện các bạn ơi. À dạ, em này tôi đang chào mà đi ra thách đấu tôi làm cái gì hả? Nó còn nội tại một máu đó các bạn. Để mình tiện nó đi xa luôn nha. Thì ở trong Bismin á, tầm 12 đến 30 phút sẽ có cơ hội có một em Legendary xuất hiện nha các bạn. Nhưng mà theo mình thấy là mình không có được may mắn lắm rồi. Nãy giờ chờ quá lâu luôn nhưng mà cũng không thấy em Legendary nào xuất hiện cả. Thôi chắc tạm hôm nay tới đây là kết thúc rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Các bạn có thấy tập ngày hôm nay mình có quá xui không? Thì nhớ để lại bình luận để cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.